Xin chào các bạn yêu thân, mình đã quay trở lại với chương trình Vì sao mình cưới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Xin mời. Và xin mời đưa ra càng nhiều thật sự càng tốt của nhau. Không cần ngại ngùng gì hết. Linh thì đôi khi lúc tức giận thì hay nóng tính. Cô vợ nào cũng lên đây cũng góc phốt là nóng tính hết. Tức giận mà không nói tính, tức giận kiểu gì? Giống như kiểu, mặc dù cái việc đấy thì Linh không hoàn toàn đúng, không đúng. Nhưng mà cứ cãi thôi. Cãi xong rồi kiểu như vấn đề đang là vấn đề. Có bao giờ cãi cùn không anh? Đấy kiểu cùn đấy. Cùn ư, em thấy thế thì làm sao? Đang người có lỗi, nên chuyển thế nào nên chuyện ra mình. Mình là nạn nhân rồi. Anh ơi, phụ nữ nào cũng vô cùng giỏi cái chuyện đấy ạ. Dù là sai. Tôi một chút nước mắt thôi là các anh sẽ thử rồi anh. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc đơn giản thế thôi, chứ kiểu em chỉ rơi nước mắt thôi là nhưng mà dần dần thì mình cũng có kinh nghiệm hơn chút đấy. Phụ nữ anh ơi, anh đừng có bao giờ cố mà thắng phụ nữ cả. Lúc tức giận nào đó rồi thôi kệ, cứ đi đâu cũng đi đâu á, cứ bỏ qua chuyện đấy đi. Ok, tiếp theo ạ. Theo chắc là hay làm nũng. Làm nũng là cái gì? Làm nũng là một điều rất đáng yêu mà. Làm nũng là kiểu như rõ ràng là ví dụ như cái cốc này chẳng hạn đang uống xong đúng không? Anh rửa em. Nghe à? lấy nước. Lúc đấy là Linh nói là anh ơi rửa em, hay là không, đấy gọi là sai bạn mới gọi là. Hoặc là đôi lúc có những cái đòi hỏi cũng hơi quá đáng. Ví dụ như đang nửa đêm ngủ, con chó bên nhà kia nó kêu, nó cứ suốt ngày sủa chẳng hạn, bảo nhân bực dọc em kiểu như giận cá chén thớt ra nói mình luôn, nhà anh kiểu gì cứ suốt ngày xuống này ra bảo nó không nhận lại đi. Có bắt anh sang nhà hàng xóm rồi. Nó là hàng xóm, nhà hàng xóm. Nhà ông này thì bảo anh ra bảo nó câm miệng lại đi. Như này, chị được biết là cái con chó đấy thì đêm nào nó cũng sủa. Mà nó sủa liên tục từ đêm đến sáng. Mà em thì em rất là thích ngủ. Không thể ngủ được. Cứ nằm thôi. Buồn ngủ, mệt lắm. Mà ông này thì vẫn ngủ ngon. Không phải, thế thì anh bình bằng cho là đúng rồi. Không phải ngon mà kiểu thôi cứ nghĩ suy nghĩ bình thường thôi, rằng nào bây giờ nó sủa thì mình có làm gì đâu, có bảo nó im miệng đâu. Mình càng tức ra thì mình càng khó chịu, mình càng khó ngủ. Bình thường thôi. Thì bây giờ em ý đến em là muốn giải quyết như là sáng hôm sau này đến nhà người ta là dọn món mà. Bởi vì đây là nhà em đang ngủ, nhà anh ý, mà hàng xóm thì nhà anh ý thì coi như là chó là chỉ có trách nhiệm của anh ấy đúng không? Thêm một tật xấu nữa không? Thôi hay để Linh kể đi. Ok, mời Linh. Để xem có gì quá đáng mình còn nghĩ ra. Quá đáng với em thì... Cao đánh khẽ đã. Bây giờ quá đáng với em thì chắc gì anh đã cảm thấy quá đáng đúng không? Thì anh thôi thì là... bận nhiều quá, nhiều chơi điện thoại nhiều quá. Sử dụng điện thoại nhiều quá. Mà sử dụng rất là lâu nhá, mà sử dụng điện thoại lâu và cả ngày làm việc này. Thì em hay cãi nhau với chồng em về vấn đề đó. Anh làm gì trên điện thoại? Tức là công việc thôi, thì em biết là công việc, nhưng mà nhiều khi mình nhìn vào thì ông ấy phân biệt Facebook. Mà trong khi đó mình có con rồi, mình không dành một khoảng thời gian cố định nào đó cho con. Ví dụ như là 30 phút cuối ngày, người nó đi học cả ngày rồi này. Xong rồi tối thì anh làm ở câu lạc bộ đến 9-10 giờ bắt đầu mới về. Về lúc đó nó tắm rửa nó đi ngủ mất rồi. Không có thời gian để giao tiếp với cả con hay là dạy con. Đấy thì em có mong muốn là anh sẽ đi làm sớm hơn với cả cái công việc mà sắp xếp để làm nhanh chóng hơn. Tất nhiên là mình không thể vội vàng được, nhưng mà mình sẽ sắp xếp được. Tại mình là một người có gia đình rồi thì mấy thứ phải có sự sắp xếp đúng không? Nó phải có sự cân bằng. Cân bằng một chút xíu. Ok. 24 tiếng thì 6-7 tiếng thì mình ngủ đêm này. Thế xong rồi anh đi làm từ sáng 6 giờ cứ cho 8 giờ đi, 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Thì em chỉ muốn là ví dụ như dành khoảng 30 phút không dùng cái điện thoại nữa để dành thời gian cho con ấy. Để chơi nó với nó khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà anh ấy thì chơi với con được thì có chơi, nhưng mà chơi 5 phút thì lại điện thoại. Xong rồi lại quay ra
lại bế bế một lúc, chỉ một lúc thì xong được một lúc thôi, xong lại quay lại công việc. Thì em cảm thấy như thế là nó em không muốn. Thì em mong muốn thì em nói ra, nhưng mà nói ra thì anh bận, anh công việc của anh nhiều việc nó kia thứ đấy, không thông cảm lại. Thì lại chắc chứ chắc không ạ? Bởi vì là từ lúc em cưới đến bây giờ thì anh ấy công việc rất là nhiều ấy. Đấy. Cũng là một phần là để lo cho kinh tế của gia đình. Thì em biết là như vậy, nhưng mà mình nghĩ là mười mấy tiếng là mình làm việc rồi. Đúng không? 30 phút thì không không đúng rồi, không không quá đáng. Rồi. Thật ra đó cũng là nhu cầu chính đáng của cả em bé lẫn bố, mà chị nghĩ là anh Hưng cũng sẽ rất là muốn nhưng mà anh ấy nhưng mà anh ấy thì lại đấy lại kể tật xấu là anh ấy lại lý sự. Là thế anh mà không chơi với nó thì sao mà nó lại theo anh thế? Bởi vì thằng con em ấy thì là nó rất là cuốn bố. Nó cuốn bố hơn cuốn mẹ. Đấy, nhưng mà em nghĩ một phần là ví dụ như nó cuốn bố bởi vì nó ít khi gặp bố. Với cả bố thì ít khi mắng nó. Em thì lại trông nó quá nhiều, cho nhiều khi nó nghịch quá thì em phải quát chứ không. Không thể bố nào mà. Bé nó đi. Đi đâu? Đi nhiều thứ. Nhưng mà anh có cảm thấy khi mà chơi với con thì mình cảm giác thư thái hơn này, thoải mái hơn, và cái sự kết nối giữa cha và con nó bền chặt hơn, ngoài cái việc là con nó theo mình. Mà kiểu là mình vẫn có cái sự kết nối cha con với nhau. Anh có cảm thấy thích những cái khoảng thời gian đấy không? Tất nhiên thích rồi, nhưng mà đôi khi lúc mà trong công việc chẳng hạn, ví dụ như câu bộ đang cần hướng dẫn người này hay đang cần đấy thì cứ quay ra bám, chạy ra bám. Em nghĩ là mình có thể gọi là có cái sự can đảm, gọi là mình can đảm mình tắt điện thoại tầm 30 phút để không bị quấy rầy. Thì để em thấy là mình chưa, anh thì chưa có hôm nào ấy mà cả ngày bận mà tắt điện thoại 30 phút để dành cho con. Hay là mình thử đi, hôm nay về mình thử đi. Cũng khó rồi. Vì thời gian nó, em nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống. Thế anh thì có chơi với con thì có. Có rồi. Nhưng mà nó không phải là thường, nó không phải là một thói quen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà sẽ giải thích, đó là mảng trả lời những câu hỏi. Khó trả lời những câu hỏi nguy hiểm. Câu hỏi đầu tiên là: tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Rồi. Anh đã từng gặp người yêu cũ của Linh chưa? Từng gặp. Ê, tại sao lại không ưa? Đẹp trai quá à? Không phải không ưa đâu. Mình thường. Cái gì? Mình thường nhưng mà cũng không phải là thích đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao có chuyện gì đặc biệt không? Có chuyện gì đặc biệt mà vì sao anh cứ cảm thấy không thích rồi? Do là người yêu cũ của người yêu rồi lại. Có thể là hay nhắn tin này, hay gọi điện. À, bây đến bây giờ vẫn thế à? Không, hồi xưa lúc mới yêu. À, lúc mới yêu thì vẫn hay nhắn tin. Và bây giờ thì ngừng rồi đúng không? Cái gì? Ánh mắt gì vậy? Hôm nay có rất là nhiều điều muốn nói mà không chịu nói ra thì sao nào? Không, em thì là em không phải là không thương. À, em kiểu như là em bình thường. Em không có lý do để gì để ghét người ta. Okay. Bởi vì là người yêu cũ của chồng hoặc người yêu cũ của đúng không? Người yêu cũ của chồng thì là người yêu cũ thôi. Ai chẳng có người yêu cũ. Chính xác. Cho nên mình chẳng có lý do về gì mình ghét họ. Anh chỉ là muốn thế thôi. Người đã từng anh muốn thế thôi mà anh đã đưa ra một cái là ghét nói chung không ưa chả thích. Nhưng mà bóc phốt hả? À? Bóc phốt, bóc đi, bóc phốt nhá. Luôn mà ngay. Lại cũng chỉ liên quan đến người yêu cũ. Chồng em vừa bảo em là nhắn tin với người yêu cũ, gọi điện với người yêu cũ, nhưng mà anh có vậy. Lúc hồi mà mới đang yêu điện. Thì anh ấy cũng nhắn tin với người yêu cũ hay là bây giờ? Không ngày xưa. Không nhắn tin thì làm gì gọi điện luôn à? Nhắn tin để thông báo lại có người yêu mới rồi à? Không phải. Đấy là người yêu cũng cũ rồi. Đúng rồi. Đấy là người yêu cũng cũ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì tổng càng to hơn anh ạ. Đúng rồi, tổng to gấp đôi. Tổng to gấp đôi luôn á. Mà bởi vì đã chia tay rồi đâu làm gì có nhắn nữa đâu. Ai bảo anh thế? Em còn nhớ cái trường hợp đấy. Từ năm nào rồi? Từ năm nào, từ lúc anh yêu em á. Ở lúc yêu người ta mà nhắn tin với người yêu cũ là không được rồi. Đây nha, em kể nhá, bóc phốt nhá. Là yêu em rồi này. Đó là có nụ hôn đầu tiên rồi đó. Cái tháng đó là tháng 8. Mà tháng 7 đã yêu nhau rồi. Mà tháng 8 vẫn nhắn tin với người yêu cũ.
Em ơi, nhưng mà vấn đề là nhắn tin nội dung nó như thế nào? Nội dung anh nhớ. Thế á? Mà kiểu... Anh ơi, em nhớ lắm. Anh ơi, bây giờ nhá, nếu mà gọi chứng cứ là anh lục lại tin nhắn thì là em đúng, nhưng mà cái tin nhắn đó là anh đã xóa rồi, bởi vì là em nói trực tiếp với anh. Thế là em mở Zalo ra rồi vậy. Tại sao nhắn tin với người yêu cũ trong khi yêu em rồi? Chứ em không đánh ghen là không, em không âm thầm mà em nói thẳng trực tiếp luôn. Câu hỏi thứ hai nhá, hẳn phải người hạ rồi để bắt đầu nào. Suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Tôi đã từng mất hứng trong chuyện chăn gối với người ấy. Ui. Cả hai. Tại sao? Lý do? Lúc nào? Đó là thời điểm nào? Thời điểm đi làm mệt quá. Đòi hỏi nhiều. Đòi hỏi nhiều là đòi hỏi chuyện ấy à? Lại buồn ngủ nữa. Ok, còn em thì sao? Em thì tại anh đi làm nhiều quá mệt. Thì không phải đáp ứng. Thế em cũng bất hứng với anh luôn. Thôi chết rồi. Cái này là từ cái rồi, thế là bây giờ hay là... Nhưng mà... con người cũng tùy hôm, có phong độ tùy hôm. nhưng mà không thể mất phong độ cả tuần được. Làm đâu phải như cái máy đâu mà. Đâu phải như cái máy đâu mà. Không, nhưng mà nhá, cái hôm đấy, thế là cái hôm mà anh đi làm về mà anh không, mà anh mệt thì em không bị mất hứng. Thì em ok, không sao. Nhưng mà trước đó, có một khoảng thời gian một tuần, hai tuần, cũng có thể là do anh ăn thiếu chất chẳng hạn. Này, thì chị hỏi là trong hai vợ chồng thì ai là người có nhu cầu cao hơn? Em nghĩ yêu nhau. Chị nghe là bà này. Ok. Tôi là người hay ghen hơn. Không ai ghen. Tức là cả hai người đều không tự nhận là mình là người ghen hơn, nhưng mà có thể là trong cuộc sống vợ chồng chưa có một cái tình huống nào đó để mà mình có thể ghen. Là chưa có một cái tình huống nào với cả bận ấy, nhiều quá ấy, thì không có thời gian. Nhiều khi em hỏi á thì là anh ở với em suốt, anh có chán không, hoặc là bây giờ anh cho anh đi với một người mới, em đồng ý cho anh đi với một người mới thì anh thấy như nào. Đấy, nói thế. Anh bảo ôi giời ơi mệt, bỏ sừ ra. Em ra... dạy quá Linh ạ. Thế nhưng mà thực sự luôn. Thế nhưng mà anh, nhưng mà đồng ý thì sao? Thì lúc đấy mình mới ghen. Đồng ý là chết liền. Đồng ý là chết liền. Mình phải tự tạo ra những tình huống để mình kiểu được trải nghiệm cơn ghen, đúng không? Dạy quá mà. Trời ơi. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần mà có lẽ là khán giả rất là yêu thích, chính bản thân CJ rất là thích đoạn này. Và đây là quãng thời gian sâu lắng. Hai vợ chồng hãy quay mặt sang với nhau và chia sẻ những lời chân thật nhất. Em thì muốn là cuộc sống nó vẫn diễn ra như thế này. Nhưng mà muốn là dành cho thời gian cho con nhiều hơn, và vợ chồng mình thì cùng cố gắng để đạt được những cái ước mơ mà vợ chồng mình đề ra. Và em thì cũng tin tưởng anh và cũng yêu anh nhiều. Nói chồng thì thời gian sắp tới thì sẽ rất là mệt. Thì học vợ chồng mình cùng nhau vượt qua. Làm gì là cũng không bỏ nhau hẳn. Vâng. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Dạ, mình dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò, nhảy múa, nấu ăn, cái gì mà cũng ghét gì đó. Em thì
hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu, chị không có kêu hát nhiều. Kêu các em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ, nấu ăn. Rồi, còn không nè. Dạ, chắc là hết rồi. Hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Ừ, có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? À, điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em cái chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm 25. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, tụi em sống với nhau được không ạ? Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cái chị không biết chủ ý, cái chồng em thời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu cho nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em. Xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ hết. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người, xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi nên là thôi tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau quá được bao lâu? À quen được 2 năm, lúc
lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó được 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là ba là như vậy hết, bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị, xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Một người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao mét. Dạ em cao 1m6. Rồi, 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em, ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình cái tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Nhưng mà ví dụ dạ mập hay ốm hả? Em thích là vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em, ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bạn tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không có niềm tin nhiều giống đó. Ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi.